Xin chào tất cả các bạn nhé. Video tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể cài cái phím nguồn ở ngay ngoài màn hình chính của các bạn. Các bạn không cần phải thao tác tắt nguồn hoặc là khởi động lại bằng cái phím cứng ở trên điện thoại nữa. Những bạn nào mà chưa biết cách này thì các bạn tham khảo ngay trong video này của mình nhé. Rồi, thì bình thường các bạn muốn khởi động lại máy này hoặc là muốn tắt nguồn thì các bạn phải dùng những phím cứng, thì nó sẽ thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là nó sẽ dùng lâu, cái phím cứng này của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để các bạn có thể đưa cái nút, tức là cài cái nút nguồn ở ngoài màn hình chính là các bạn nhé, cài cái nút nguồn cũng như là những cái nút mà khởi động này, reset này, nó sẽ ở ngoài màn hình cho các bạn. Các bạn muốn tắt nguồn khởi động thì các bạn có thể tùy chọn nhé. Rồi bây giờ thì các bạn cùng tham khảo nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình một cái trình duyệt tùy chọn nhé, ví dụ Safari hoặc là Google, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái trang là phím tắt VN. Đây, phím tắt VN này các bạn chọn vào đấy, của mình đã chọn rồi. Đây thì cái giao diện của cái trang phím tắt VN như thế này nhé. Thì tại cái mục là ô tìm phím tắt này, các bạn sẽ chọn cho mình và các bạn gõ cho mình là nút nguồn nhé. Đấy, nút đây, các bạn gõ nút cái nào nó sẽ ra đây, nút nguồn. Các bạn gõ ra, nếu bạn nào mà chưa gợi ý thì các bạn sẽ chọn đầy đủ nút nguồn ra nhé. Đây, các bạn chọn vào nút nguồn này. Đó, thì đây là cái phím tắt nút nguồn. Rồi, các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này. Đây, nó có cái phần là nhận phím tắt. Rồi, các bạn sẽ nhấn vào nhận phím tắt này. Đây, thì khi mà các bạn nhấn vào ấy, thì các bạn đợi khoảng một vài giây, nó sẽ load đến cho các bạn cái phần là phím tắt này. Rồi, bây giờ thì các bạn chỉ việc là gọi là thêm phím tắt thôi. Các bạn nhấn vào thêm phím tắt này. Đó, thì tại cái phần là tất cả phím tắt này nó sẽ tự động đưa về cho các bạn cái phần là phím tắt ở trong cái phần ứng dụng phím tắt trong điện thoại iPhone ấy. Thì đây nó sẽ là cái phím tắt là nút nguồn ở đây nhé. Các bạn có thể trở về màn hình chính, các bạn vào mục phím tắt này thì nó cũng hiển thị tương tự ở trong cái phần này nhé. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh sửa một chút nhé. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái phần là dấu ba chấm ở đây này. Đấy, đó thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có các cái chức năng, ví dụ như là khóa màn hình này, tắt máy này, khởi động lại này và đóng này. Rồi các bạn cứ như vậy nhé. Ở đây thì các bạn có thể đổi cái tên. Đấy, các bạn có thể đổi cái tên đây. Đấy, các bạn có thể đổi tên này. Ví dụ như mình sẽ đổi là đây, thôi mình cứ giữ là nút nguồn đi. Đấy, nút nguồn đi. Các bạn có thể đổi tên khác tùy theo cái nhu cầu của các bạn nhé. Đấy, mình vẫn để là nút nguồn đi. Đấy, nguồn này. Ồ, cái này. Đây, nút nguồn này. Rồi, tiếp theo này, các bạn sẽ chọn xong nhé. Xong này. Và cái phần là các bạn chọn vào lại cái phần là đó, các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần chọn biểu tượng nhé. Các bạn sẽ chọn biểu tượng. Cái này thì nó đang mặc định là biểu tượng cài đặt nhé. Các bạn sẽ chọn biểu tượng này. Ở đây thì các bạn sẽ, đây, nó sẽ có gợi ý sẵn rồi. Đó. Các bạn sẽ tìm đến cái phần là biểu tượng nút nguồn này, nó có cái biểu tượng này, này. Đấy, các bạn hoặc các bạn tìm phía dưới này nhé. Đấy, như của mình đã tìm sẵn rồi thì nó có ở đây. Rồi, các bạn chọn xong nhé. Đấy. Rồi, nó đã chuyển thành cái phần là nút nguồn đấy rồi. Các bạn chọn là xong. Để đưa ra ngoài màn hình chính để các bạn dễ dàng sử dụng ấy, thì các bạn sẽ nhìn vào ở phía dưới này, nó có cái nút mũi tên nhé. Các bạn nhấn vào nút chia sẻ. Nó có cái phần là thêm vào màn hình chính ở đây. Các bạn sẽ nhấn vào thêm vào màn hình chính thì cái phần nút nguồn nó sẽ được thêm vào màn hình chính nhá. Như vậy là cái phần nút nguồn nó đã hiển thị ở ngoài màn hình chính đây rồi. Các bạn có thể chọn vào này, lần đầu tiên khởi động thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hiển thị như này nhá. Đó, các bạn muốn đóng này. Đấy, bây giờ nhá, nó sẽ hiển các cái chức năng ví dụ như khóa màn hình này, tắt máy này, khởi động lại này, đóng này. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn là khóa màn hình đi, khởi động lại đi. Đấy. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy câu thông báo là bạn có chắc chắn muốn khởi động lại iPhone không? Đấy, đấy là chức năng của nó nhá. Tiếp theo này, khóa màn hình. Để thử cái chức năng là khóa màn hình nhá. Đây, các bạn sẽ nhấn vào này. Đấy, ngay lập tức cái phần nó sẽ đưa về phần màn hình khóa nhé. Với cách mình vừa giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể tạo cái nút nguồn, nút khởi động trên màn hình chính điện thoại iPhone, thì các bạn có thể tắt nguồn hoặc là khởi động lại một cách nhanh chóng hơn, các bạn không cần phải thao tác nhiều bằng phím cứng nữa. Nếu các bạn thấy cách này hay hữu ích thì các bạn comment phía dưới phần bình luận nhé, ủng hộ mình thêm một nút like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Những bạn nào lần đầu tiên xem video cũng như xem kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tạo động lực cho mình ra những video tiếp theo nhé.